Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của em Minh để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai tàn. Tàn là tàn cành này quý vị. Tàn cành đều ha. Để đâu quý vị ơi, để trả cũng đều quá đây. Tàn tròn, tàn cành đặc hết trơn ha. Bên đây cũng vậy quý vị nè. Rang ha. Đây, chào Minh. Dạ em chào anh Tấn. Dạ em xin kính chào cô chú đam mê mai vàng trên toàn quốc ạ. Dạ hôm nay em tiếp tục về một lô mai vàng giảo hạt Thủ Đức nha cô chú anh chị. Bông di động thì từ 5 đến 12 cánh ạ. Địa chỉ của em ở đây là chợ gạo Tiền Giang. Số điện thoại của em là 0368783640. Cũng là số Zalo nha cô chú anh chị. Dạ rất mong cô chú anh chị mình xem hết clip ưng cây nào ủng hộ em ha. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã ủng hộ em những clip vừa qua. Em hình thức em vẫn là bao ship bao sống toàn quốc nha anh chị. Rồi, vẫn là mua 10 tặng 1 ha. Dạ vẫn mua 10 tặng 1 nha anh chị. Anh chị mình có thiện chí chốt hết lô thì em có giá ưu đãi luôn nha anh chị ơi. Rồi. Em tiếp tục cái clip ngày hôm trước là cái cây này mã số 28 là đầu clip nha anh chị. Rồi, đầu clip là mã số 28. Em này cao tầm khoảng 1,5 m đi quý vị ơi. Tán ngang tầm khoảng 1,1 m đi ha. Xương cành đặc kẹo. Xương cành đặc kẹo. Tàn đều rang luôn anh chị ơi. Đó, cây này cũng có đế luôn ha. Rồi, mình vô cái quạch nó luôn ha. Quạch mã số 28. Quá đặc luôn. Rồi, 23 quạch. Rồi, quạch 23. Rồi. 23 quạch. Đây. Rồi, mã số 28 đầu clip em giao lưu 800 anh chị. Rồi, 800 cái gì? 800 bao ship nha anh chị ơi. Xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục mình lên mã số 29 luôn. Tiếp tục là cây mã số 29. Rồi, mã số 29 em này ngang khoảng tầm là 1m1 thì quý vị ơi. Cao thì tầm khoảng 1m3 đây ha. Mét 3 là hết đỉnh độc nhỏ nhỏ là khoảng tầm 1m3. Ừ. Dạ. Lùng lực tàn đều luôn. Tàn tròn. Số 29. Rồi em vô hoành nha anh chị. Em đo hoành ngay vị trí chỗ này ha. Tại vì rồi 22,5 hoành gần 23. Rồi. Rồi cái củ dưới xích xíu một chút xíu nữa là 26. Củ nó 26 luôn. Tại vì cái này nó ấy ngay đây nó có cái củ. Cái gì đục cái này ha. Lấy cái để này ra. Lấy bộ để dưới ha. Đục để ra bỏ. Rồi cái này em giao lưu 900 anh chị. Mã số 900, 29 ha. Luôn 900 bao rồi. Ship xuống cây luôn. Rồi tiếp tục lên mã số 3 là số 30. Số 30 nhưng quý vị. Rồi mã số 30 thì em này cao tầm khoảng là 1m35. Tán ngang tầm khoảng là 1m2 nha quý vị. Tàn tròn tay cành khích rịch luôn nè. Tay cành khích rịch luôn. Bỏ đế bàn anh chị ơi. Em này đế bàn quá đặc ha quý vị ơi. Đấy, đặt luôn. Bàn rất là đẹp nha anh chị. Rồi em vô hoành luôn nha. 26 hoành. 26 hoành. Rồi cây mã số 30 này em giao lưu 1,2 triệu nha anh chị. Em này đế đẹp nè quý vị, đế để bàn nha. Tại cành thì đặt kẹo ha. 1,2 triệu. Dạ 30 1,2 triệu bao ship luôn. Đẹp ha. Đều cho ha. Đây, quá đẹp. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục mã số 31. Rồi mã số 31 coi quý vị. Rồi em này cao khoảng 1m6. Tán ngang lấy gọn gọn này ngoài ngoài 1m1 quý vị, báo lấy 1m1 đi ha. Cành đều quá đây quý vị. Cành đều. Ra ha. Dáng trực luôn anh chị ơi, cành đều, đế cũng đẹp luôn ha. Rồi em vô cái hoành luôn. 22 hoành. Rồi, hoành 22 rồi. Có cái củ tròn tròn ở dưới luôn. Cái củ là 29. Rồi. Rồi 31 này em giao lưu 700 anh chị. 700 ha. Rồi xuống cây luôn. Giác yêu thương quá đây quý vị. Rồi số 32. Tiếp tục cây số 32. Rồi 32 thì em này cao tầm khoảng 1m7 quý vị ơi. Còn tán ngang lấy gọn gọn 1m đi ha. Rồi dán xuống cành luôn anh chị ơi. Đó. Rồi em vô hoành luôn ha. Vô hoành ngay chỗ này nha anh chị. Rồi 24 hoành. Rồi hoành 24. 24 hoành luôn. Áp cổ. 28. Áp cổ xuống thì 28, đế thì giáp vòng luôn. Đó. Dạ, mã số 32 em giao lưu 700 anh chị. 700 ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục con quý vị. Rồi, trong quá trình xem anh chị mình ưng cây nào cứ alo em nha anh chị ơi. 10 cây em tặng 1 cây luôn ha. Rồi. Rồi có thiện chí mình chốt hết hết clip thì có giá ưu đãi luôn nha anh chị. Rồi. Rồi tiếp tục là cây mã số 33. Đây này cao lấy 1m35. Tán ngang tầm khoảng là 1m2 nha quý vị. Xương cành cũng đặc ha. Này tay cành lực nè. Tay cành rất là lực nha anh chị. Tay cành lực không à.
Lùng lực rất là đẹp luôn. Rồi em vô cái hoành nha anh chị ơi. Rồi vô luôn. Rồi 24 hoành. Rồi 24 hoành để luôn. Đây này quý vị. Rồi mã số 33 này em giao lưu 700 luôn anh chị. Rồi 700. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn, 34 luôn à quý vị ơi. Tiếp theo là mã số 34. Rồi 34 này ngang khoảng tầm 1m3. Cao khoảng 1m7 nha quý vị. Em này xương ngang anh chị. Xương ngang. Tập chủ đây ha. Xương cành ngang ngang ngang. Rồi em vô hoành luôn. Hoành là 23 hoành. Rồi hoành 23. 23 hoành. Rồi cây 34 này em giao lưu 700 luôn anh chị. 700. 700. Rồi, chỉ có 700 luôn. Có cây mai rất đẹp anh chị ơi. Rồi mình lên 35 luôn. Tục cây số 35. Rồi mã số 35 này này cao tầm khoảng 1m25, đang ngang khoảng tầm 1m1 ha. Này phong tàn dù anh chị, đẹp quá luôn. Này ở dưới cái tay cành của gì nè. Rất lực ha. Nó tay cành này rất lực nè. Phong tàn dù. Đẹp ghê luôn. Đẹp luôn. Rồi em vô cái hoành luôn nha. Rồi hoành đôi ngay chỗ này ha anh chị, 25 hoành. Rồi 25 hoành. 25 hoành. Để bàn ha. Rồi đếm đo cái thoát thân. Thân thử cho nhiều ha. Rồi thoát thân là 20. 20 cũng thấp lắm vậy. Cũng không đến rồi, cao. Rồi mã số 35 này em giao lưu 900 anh chị. Tay cành lực. 25 hoành 900 bao ship luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn nha quý vị ơi. Mã số 36 luôn. 36. Rồi 36 này cao lấy 1m7 rồi quý vị. Tán ngang lấy 1m2. Rồi xương cành luôn. Dán trực tàn thông luôn anh chị ơi. Rất đẹp luôn ha. Đế cũng đẹp nè anh chị. Đấy. Đế vàng ha. Tay cành cũng lực lực đế kính mít. Đế kính mít luôn. 24 hoành yếu một xíu rồi anh chị. Rồi. Yếu một mắt nha. Yếu... Dạ 24 hoành luôn. Rồi rồi đế anh chị ơi. Đặt luôn ha. Đế đều bốn mặt luôn nè. Rồi cái này em giao luôn 1 triệu nha anh chị. Rồi, mã số 36. Đẹp quá. Rồi, 1 triệu bao ship luôn. Rồi, tiếp tục mình lên 37 luôn nè quý vị. Tiếp tục lên mã số 37. Rồi mã số 37 em này ngang thì khoảng tầm 1m1 ha. Mà cao em nói thì khoảng tầm là 1m6 nha quý vị. Đó, hết đỉnh đó khoảng 1m6. Hết đỉnh nhỏ nhỏ này 1m6 đây. Cái này nó sần sùi anh chị, sần sùi da me. Sườn da me luôn, nó có u lên một cục rồi nè. Có dấu hiệu lên sườn chứ em không báo sườn cái này nha. Rồi à. Rồi hoành 24 hoành. Rồi 24 dư em, số 37. Này nó có u cục nần ha. Này da me nha anh chị ơi. Cây này rất là già cây rồi. Rồi mã số 37 này em giao lưu 900 anh chị. Rồi 900 ha. 900. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục lên 38 luôn. Tiếp tục mã số 38. Em để đẹp nữa nha quý vị. Em này cao tầm khoảng là 1m4 ha. Tán ngang thì chắc khoảng tầm là ngoài 1m đó quý vị ơi. Này chắc khoảng 1m1 á. Tán ngang ha. Rồi xương cành đều luôn nè. Rồi em vô hoành luôn nha. Đều quá đây quý vị. Rồi hoành là 23,5. Rồi tính 23. Xíu là 24 á quý vị ơi. Rồi đế đẹp nha anh chị. Đế đều nha. Đây nè. Cắm đúng xuống nè. Đều luôn. Em 36 nào cũng có hết trơn. 38 này là quý vị chốt thành cặp cho quý vị đấy đẹp không nè. Rồi 800 cho cây mã số 38. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn. Tiếp theo là mã số 39. Rồi 39 thì này cao khoảng 1m2. Ăn ngang chắc không khoảng tầm 1m1, 1m2 vậy quý vị. Em này xương cành nó rất lực nhưng quý vị. Xương cành ở trên đỉnh không mà nó còn to vậy nè. Cái này xương cành rất là lực luôn. Lực không ha. Chi cành đều luôn nè anh chị. Đó. Rồi em vô hoành luôn. Mã số 39. 22 hoành. Rồi hoành 22. 22 hoành luôn. Rồi cái này em giao lưu 700 nha anh chị. 39. Mã số 39 700. 22 hoành. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn. Tiếp tục là mã số 40. Rồi mã số 40 em này ngang mình lấy 1m2 rồi quý vị ơi. Còn cao thì... chắc khoảng 1m7 nha quý vị, tầm 1m7 ha. Rồi thân cành luôn. Rồi em vô hoành luôn. 22 hoành.
Rồi vành 22 luôn, đế cũng đây. Đặt như quý vị. Rồi số 40 này em giao lưu 700 nha anh chị. Đế rồi, đế okay quá nha. Rồi. Đó. Đế đẹp. Bên đây nó cũng có một cọng nè. Đây bên đây là có nguyên cái cọng bự ngay đây luôn. Cọng bự cắm xuống. Cọng nhỏ ra đây. Đó, luôn. Rồi 40 okay. Giao lưu 700 luôn. 700. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn quý vị. Tiếp tục mã số 41. Rồi, mã số 41 này cao 1m6, tán ngang khoảng 1m1. Đây, thân cành luôn. Rồi, em vô hoành nha anh chị ơi. Rồi, hoành là 22 hoành. Rồi, 41 này em giao lưu 600 anh chị. Rồi, 600 ngàn. 600, bao ship luôn. Cây luôn. Rồi, tiếp tục mình lên 42 không? 42. Rồi 42 quý vị. Em này ngang thì chắc khoảng tầm là 1m1 ha. Cao hết cái đỉnh nhỏ nhỏ trên lấy 1m3, 1m4 gì hay nằm khoảng đó ha. Báo lấy 1m3 cho chắc nha quý vị. 3 đi ha. Cây này tay cành rất là lực anh chị ơi. Mà số 42 luôn. Rồi vô hoành nha. 26 hoành. Rồi, sang dòng đế luôn. Rồi. Đế nào vậy? Rồi, 42 này em giao lưu 900 anh chị. 26 hoành 900 bao ship luôn. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp tục cây số 43. Rồi, 43. Này, em này ngang chắc khoảng tầm 1m2. Cao hết đỉnh thì khoảng 1m7. Hết đỉnh 1m7 ha. Này xương ngang khít nha quý vị. Xương khít nè. Đó, xương ngang ngang anh chị ơi, tay cành rất là đều luôn. Xe đẹp ha, xương ngang kịch trịch luôn. Rồi, vô hoành luôn. 25 hoành, mã số 43, 25 hoành luôn. Rồi, đế cũng rất là đẹp nè anh chị. Đó, đế cũ nở cái này nó có cắm cắm xuống nè anh chị, có đế luôn nha. Mới cái cổ, nở cổ quá ha. Dạ. Rồi, 43 này em giao lưu 800 anh chị. Vậy quý vị mà trồng xung ra là đế, quý vị khai thác là đế có nhóc dưới luôn. 800 ha. Dạ, 800 em bao ship luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn rồi quý vị ơi. Tiếp tục mã số 44. Rồi, mã số 44. Em này cao thì tầm 1m4 đi. Tán ngang thì khoảng tầm 1m1 nha quý vị. Phong tàn dù anh chị. Tàn phong đây. Tàn dù luôn. Tại cạnh lực 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 không ha. Rồi, em vô hoành. 23 hoành. Rồi. Có cái củ nở ha. À, củ nở vàng hực luôn à. Đẹp anh chị. Rồi 44 này em giao lưu 700 luôn. Rồi 700. 23 hoành 700 bao ship. Cây luôn. Rồi tiếp tục luôn. Tiếp tục mã số 45. Rồi 45 đây quý vị ơi. Rồi em này cao tầm khoảng là 1m4. Tán ngang chắc khoảng 1m2 nha quý vị. Xương cành cũng săn sát ha. Rồi em vô hoành luôn. Rồi vô luôn. Hoành 24 hoành. Rồi 24. 24 hoành. Rồi 45 này em giao lưu 700 luôn anh chị. Rồi 700. Rồi xuống cây luôn. Rồi lên mã số tiếp theo luôn rồi quý vị. Tiếp theo là mã số 46. 46 này khá cao ha. Này cao lấy 1m7 nha quý vị. Tán ngang lấy gọn gọn 1m. Cành cành thì đặt luôn. Đều rang luôn anh chị. Tay cành rất là lực luôn ha. Rồi. Hoành 24 hoành. 24 hoành luôn. 46 giao lưu 700 luôn anh chị. Rồi. 700 luôn. 700 ngàn. Luôn. Rồi trong quá trình xem anh chị mình ưng cái nào cứ alo em nha anh chị. 10 cây tặng 1 cây luôn. Rồi. Chốt hết clip thì có giá ưu đãi luôn. Mình nha anh chị ơi. Lên tắt ra đi luôn. Khỏi đi vòng. Rồi tiếp tục mã số 47. Rồi mã số 47 em này cao lấy 1m6, tán ngang lấy 1m4. Rồi xe đều đều tay luôn. Này xương tàn nó cũng ngang ngang đẹp nè anh chị, đế luôn. Cành lực. Đế cũng nở luôn anh chị. Thì không đặt lắm mà xương cành nè. Vậy vừa chơi cái gì? Xương cành bự bự ha. Đế vàng hực rất là đẹp luôn anh chị. Xuống cái hoành em nó luôn. Rồi em vô hoành luôn ha. 24 hoành, 24 hoành rưỡi luôn. Đó, ở dưới con phụ nợ. Phụ nợ đế cũng rất đẹp nha anh chị ơi. Rồi mã số 47 này em giao lưu 700 luôn anh chị. Rồi, 700, rồi. 700 bao ship luôn. Bao ship toàn quốc cho quý vị mình luôn.
Số 18 luôn đây quý vị ơi. Tiếp tục mã số 48. Ngang mình lấy mét mốt nha quý vị, cao hết đỉnh thì khoảng tầm mét 7. 7 ha. Hết đỉnh đây, 7. Cành thì đặt hết trơn. Rồi, vô cái hoành nó luôn rồi quý vị. 22 hoành rưỡi. Rồi. Rồi tính 22 luôn em chị. Rồi cái này em giao lưu 650 anh chị ơi. Rồi 650. Số 48 650 luôn. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp tục cây số 49. Rồi, 49. Này ngang khoảng tầm 1m2. Cao thì chắc khoảng 1m8 nha nha quý vị. Này khá cao ha. Khá cao cành lực luôn. Kiền xíu nè, báo lấy 1m8 đây. Đó, rất đẹp anh chị ơi, cành lực lực ha. Đế cũng có luôn. Rồi, vô hoành luôn ha. 26 hoành. Rồi, 26 dương luôn. Rồi, 49 này em giao lưu 900 anh chị. Để con đều ở dưới luôn ha. 900 đó, ship luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục là cây mã số 50. 50 em này cũng tông cao cao đây quý vị. Dán trực luôn anh chị ơi. Tàn nó xương ngang ngang luôn ha. Rồi em này cao tầm mét 7, mét 8 vậy quý vị ơi. Nằm một khoảng đó ha. Báo lấy mét 7 cho chắc ha. Đã ngang khoảng tầm mét 3. Em này thì xương cạnh nó quá đặc rồi. Đây đầu đặc nó nè. Xương ngang ngang. Đặc hết trơn ha. Rồi vô cái hoành em nói luôn. Rồi vô hoành luôn. Đây mã số 50 đây. 25 hoành. Rồi hoành 25. 25 hoành luôn. Rồi. Rồi mã số 50 này em giao lưu 800 anh chị. Rồi 800. 800. Rồi, xuống cây luôn. Rồi ship luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn. Tiếp tục là mã số 51. Rồi mã số 51 này cao lấy mét 7 luôn à quý vị. Tán ngang. Cái ngang em này thì nó khoảng tầm mét 1, mét 2 gì nào khoảng đó à quý vị. Xương cành đều rang luôn nè anh chị, rất là lực cành luôn ha. Nói chung là số lô mai này em lựa từng cây á anh chị, nên thành ra cái cây nào nhìn nó cũng đẹp hết á anh chị ơi. Anh chị mình trong quá trình xem hợp nhãn cái nào thì cứ alo em ha. Rồi, xuống cái hoành nó luôn. Rồi, vô cái hoành luôn. 25 hoành rưỡi. Rồi, 25 hoành rưỡi. Rồi, cái này em giao lưu 800 luôn anh chị. Rồi, 800 luôn. 800 bao ship luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi. Tiếp tục theo luôn. Mã số 52. 52 em này lùng lực. Rồi em này cao tầm khoảng mét 3. Tán ngang khoảng mét 2. Bằng tròn tròn. Tròn do luôn, cành lực lắm nè anh chị. Xương thì khích khích luôn. Này nó cũng còn đang nụ nè, về vài bữa anh chị mình thấy mặt hoa luôn ha. Rồi thấy mặt hoa lạc bỏ những quý vị. Chị để cho nó ôm mất sức nha. Lạc bỏ bớt anh chị ơi. 24 hoành. Rồi, hoành 24. Rồi, mã số 52 em giao lưu 700 luôn anh chị. Rồi, 700. Rồi, dạ, xuống cây luôn. Lên cây mới luôn. Tiếp tục là mã số 53. 53. Em này dán trực tàn thông luôn anh chị ơi. Rồi, em này ngang thì khoảng tầm là 1m1. Cao thì khoảng 1m7. Dán trực tàn thông luôn. Đây, xương cành luôn. Xương cành đều ra. Đặt kẹo luôn chị, giống như cây thông luôn ha. Đó, nó đóng rất là đều luôn. Đặt hơn. Rồi, em vô cái hoành. 24 hoành. Rồi, để giáp vòng đủ luôn. Xây để luôn. 24 hoành là có hơn luôn anh chị. Đó, cây này để rất là đẹp nha. Rồi, 800 luôn. Rồi, 800 luôn. 800 bao ship luôn. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp tục cây mã số 54. 4. Cũng là cây cuối clip nha anh chị. Tổng cái lô này là em có 27 cây. Rồi, hôm nay cao lấy mét rưỡi thôi nhưng quý vị. Tán ngang thì lấy tầm mét luôn. Rồi, xương này ngang ngang đẹp anh chị, mấy cành này lực lực đẹp lắm anh chị ơi. Đó. Đây xương cành nè. Đặt hết trơn nè, xương lực nha quý vị. Xương cành rất lực luôn ha. Cành lực không nè. Cành to lực ha. Rồi, vô hoành luôn nha. 25 hoành. Rồi, để khó nào quý vị. Rồi 54 này em giao lưu 800 luôn anh chị.
Rồi, 800 luôn. Rồi, xuống cây luôn. Đây, giờ lại muốn nói không em? Dạ, em cũng cảm ơn cô chú anh chị mình đã ủng hộ em những clip vừa qua. Cũng rất mong cô chú anh chị mình xem và ủng hộ em những clip kế tiếp luôn ạ. Dạ, cảm ơn rất nhiều luôn ạ. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị tiếp sau.